bí ẩn đằng sau các cuộc tấn công liên tục vào căn cứ không quân Nga. Hiện chưa rõ các cuộc tấn công vào căn cứ không quân Nga được thực hiện như thế nào, loại UAV nào được sử dụng hoặc chúng được phóng từ đâu. Các chuyên gia quân sự vẫn đang tìm lời giải cho việc các cuộc tấn công UAV đã lọt qua hệ thống phòng không Nga như thế nào. Hàng loạt căn cứ không quân Nga bị tấn công. Nga cáo buộc Ukraine tấn công UAV nhằm vào một sân bay bên trong lãnh thổ nước này ngày 6 tháng 12. Trước đó, Moscow cũng cho rằng Kiev đứng sau các vụ nổ tại hai căn cứ không quân nằm sâu trong lãnh thổ của Nga. Nếu được xác nhận, điều này cho thấy Ukraine đã có khả năng tấn công vào lãnh thổ Nga. Theo nhà quan sát Mary Ilyushina nhận định trên Washington Post, các cuộc tấn công trên đã tiết lộ các điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Nga và gửi đi tín hiệu tới Moscow rằng các cơ sở và phương tiện quân sự quan trọng của Nga không còn nằm ngoài giới hạn tấn công của quân đội Ukraine. Các nhà chức trách tại thành phố Kursk của Nga nằm ngay phía bắc Ukraine cho biết cuộc tấn công UAV ngày 6 tháng 12 đã khiến một kho chứa nhiên liệu trong sân bay bốc cháy. Hai căn cứ không quân bị UAV tấn công ngày 5 tháng 12 là căn cứ Ezel 2 ở khu vực Saratov và căn cứ Diaghilevo ở Ryazan. Đây là nơi đặt những máy bay ném bom không chỉ có thể mang tên lửa chiến lược, được sử dụng để tấn công vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine, mà còn có thể mang khí tài hạt nhân và là một phần quan trọng trong lực lượng gian đe hạt nhân của Nga. Ukraine vẫn chưa chính thức nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công và mập mờ về vai trò của mình trong một số vụ nổ xảy ra tại các địa điểm quân sự có tầm quan trọng chiến lược của Nga trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao giấu tên Ukraine đã thảo luận về chiến dịch nhạy cảm này và nhận định với Washington Post ngày 6 tháng 12 rằng tất cả ba cuộc tấn công trên đều do các UAV Ukraine thực hiện. Đây là những UAV rất thành công và hiệu quả của Ukraine, quan chức trên cho hay. Bộ Quốc phòng Nga đã đổ lỗi cho Ukraine về các cuộc tấn công UAV mới đây, song cho biết thiệt hại của nước này rất hạn chế. Tiết lộ điểm yếu trong hệ thống phòng không của Nga. Hiện chưa rõ các lực lượng vũ trang của Ukraine tiến hành cuộc tấn công trên như thế nào, loại UAV nào được sử dụng hoặc chúng được phóng từ lãnh thổ của Ukraine hay từ bên trong lãnh thổ Nga với sự hỗ trợ của lực lượng đặc biệt gần mục tiêu. Các chuyên gia quân sự vẫn đang tìm lời giải cho việc các cuộc tấn công UAV trên đã lọt qua hệ thống phòng không Nga như thế nào. Nga tự tin rằng họ luôn sẵn sàng trước các cuộc tấn công của NATO khi sở hữu nhiều phương tiện quân sự trên không và khí tài dẫn đường chính xác. Nhưng trong trường hợp này, điều gì đã xảy ra? Samuel Bennett, nhà phân tích quân sự thuộc nhóm nghiên cứu CNA có trụ sở tại Virginia, Mỹ, cho hay trong một cuộc trả lời phỏng vấn. Quân đội Nga cho biết Ukraine đã sử dụng các UAV thời Liên Xô. Alexander Kost, một chuyên gia quân sự nhận định, căn cứ không quân Angel bị tấn công bằng UAV Tu-141 Stryker thời Liên Xô, sử dụng công nghệ từ những năm 1970. Nếu radar và hệ thống phòng không của Nga không thể đánh bại Tu-141 bay cách hàng trăm km tấn công vào căn cứ không quân của họ, thì điều đó cho thấy họ không có nhiều khả năng ngăn chặn một cuộc tấn công tên lửa hành trình quy mô lớn. Robly, chuyên gia quân sự Nga, đồng thời là một học giả cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, cho hay trên Twitter, Ukraine vẫn có một số UAV Tu-141 trong kho dự trữ và có thể nâng cao khả năng của nó, ông Bennett bình luận. Chương trình UAV phát triển của Ukraine. Những cuộc không kích trên cũng thu hút sự chú ý của dư luận đối với chương trình chế tạo UAV của Ukraine và những nỗ lực gần đây của nước này nhằm phát triển UAV chiến đấu tầm xa. Nhà sản xuất khí tài nhà nước Ukraine Ukroboronprom đã tiết lộ vào tháng trước rằng nước này thử nghiệm một UAV tấn công mới có tầm bắn lên tới 1.000 km và tải trọng 75 kg. Trong giai đoạn tiếp theo của cuộc thử nghiệm UAV, chúng tôi đã sẵn sàng tiến hành chuyến bay thử trong điều kiện chiến tranh điện tử, công ty này cho hay trên Facebook ngày 24 tháng 11. Hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy UAV mới đã được sử dụng trong các cuộc tấn công trên, nhưng ông Bennett cho biết chúng có lẽ hiện đại hơn UAV thời Liên Xô. Nếu Ukraine thực sự phát triển khả năng tấn công vào trong lãnh thổ Nga, điều này sẽ gây lo ngại sâu sắc cho Moscow, các quan chức phương Tây nhận định ngày 6 tháng 12. Cuộc tấn công vào căn cứ Angel có ý nghĩa quan trọng, một phần là bởi điều đó buộc Nga phải phân tán các máy bay ném bom tầm xa tại địa điểm này sang các vị trí khác. Điều này chắc chắn khiến Nga ít tự tin hơn vào mức độ an toàn của nơi này. Đó là một đòn tấn công tâm lý, một quan chức phương Tây giấu tên nhận định. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần ám chỉ về kho hạt nhân của nước này, đồng thời cho biết Moscow đang chuẩn bị các biện pháp để ngăn chặn phương Tây can thiệp vào cuộc xung đột ở Ukraine, cũng như sẵn sàng đáp trả nếu Kiev tấn công vào các cơ sở hạ tầng nằm trong lãnh thổ Nga. Bên cạnh ý nghĩa biểu tượng khi các cuộc tấn công trên nhắm vào các căn cứ không quân có liên quan đến khả năng gian đe hạt nhân của Nga, điều này còn tác động trực tiếp đến chiến lược của Nga trên chiến trường Ukraine. Trên thực tế, đây là một vấn đề quan trọng với Bộ Quốc phòng Nga,
họ cần bố trí nhiều hệ thống phòng thủ hơn. Nhưng vấn đề là cả Nga và Ukraine đều có số lượng khí tài phòng không hạn chế. Ruslan Leviev, nhà phân tích tại đội ngũ tình báo xung đột cho hay. Ông Leviev cũng dẫn ra những bài báo cho rằng Moscow đã huy động một số hệ thống phòng không trước đó được cung cấp tới Syria để hỗ trợ bảo vệ các lực lượng trên tiền tuyến, trải dài hàng nghìn km của Nga. Vài tiếng sau các cuộc không kích vào các căn cứ không quân ngày 5 tháng 12, Moscow đã tiến hành cuộc tập kích tên lửa thứ 8 ở Ukraine nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này. Lập trường của phương Tây. Phát biểu trước báo giới ở Washington ngày 6 tháng 12, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết mạng lưới năng lượng của Ukraine thường xuyên đối mặt với các cuộc tấn công của Nga. Khi được hỏi liệu ông có cho rằng các cuộc không kích của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga là hợp pháp hay không, ông Blinken trả lời rằng Mỹ không khuyến khích cũng không tạo điều kiện để Kiev tấn công vào lãnh thổ Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, chúng tôi không cung cấp cho Ukraine khí tài được sử dụng để tấn công vào trong lãnh thổ Nga. Chúng tôi khẳng định rất rõ rằng đó là những khí tài phòng thủ. Chúng tôi không khuyến khích và không tạo điều kiện để Ukraine tấn công bên ngoài lãnh thổ của mình. Ngoài ra, trước câu hỏi liệu có phải Mỹ đang nỗ lực để ngăn cản Ukraine tự phát triển năng lực tấn công vào trong lãnh thổ Nga hay không, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định, không, hoàn toàn không phải như vậy. Mới đây, Wall Street Journal đưa tin ngày 5 tháng 12, các bệ phóng tên lửa HIMARS mà Ukraine nhận được từ Mỹ đã được bí mật chỉnh sửa nhằm khiến Kiev không thể sử dụng để phóng tên lửa tầm xa hơn. Theo trang này, những sửa đổi phản ánh sự e ngại của giới chức Mỹ rằng Ukraine có thể phá bỏ lời hứa không tấn công vào lãnh thổ Nga bằng khí tài do Mỹ cung cấp, cũng như mong muốn của chính quyền Tổng thống Joe Biden là giảm thiểu rủi ro xảy ra một cuộc chiến rộng hơn với Nga. Quý vị, thống kê đến ngày 6 tháng 12, khu vực sạt lở ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long có chiều dài hơn 500 mét, chiều sâu vào đất liền khoảng 300 mét, đã làm thiệt hại hoàn toàn 12 căn nhà. Một xe cuốc đang thi công trên khu vực này cũng đã bị chìm xuống sông. Ngay sau khi xảy ra sạt lở nghiêm trọng, lãnh đạo tỉnh này đã trực tiếp tới khảo sát, chỉ đạo địa phương khắc phục thiên tai và hỗ trợ người dân. Tình hình sạt lở tại ấp Bình Thuận 1, xã Hòa Ninh, Long Hồ vẫn tiếp tục xảy ra, trong đó có 9 căn nhà có nguy cơ bị ảnh hưởng, tiếp tục bị sạt lở. Trong khu vực sạt lở, hiện nay có một căn nhà đã bị nghiêng xuống sông và có đường nứt ở giữa ngôi nhà. Khu vực lân cận, một số nơi đất, cây trồng còn tiếp tục rơi xuống sông. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng di rời 21 hộ dân với gần 90 nhân khẩu ra khỏi khu vực sạt lở để tránh gây nguy hiểm, đồng thời đảm bảo nơi ăn ở sinh hoạt an toàn cho các hộ dân được yêu cầu sơ tán. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Long Hồ, đến thời điểm này đã sạt lở ảnh hưởng tới 21 hộ, trong đó có 12 hộ bị nhà sạt hoàn toàn xuống sông, 9 hộ có nguy cơ bị sạt lở đã di rời về nơi ở an toàn. Xã cũng đã thuê trọ cho 6 hộ, còn 3 hộ ở tại nhà người thân. Mình không nhắc tới bánh kẹo. Những ngày này, làng nghề xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, nơi vốn được mệnh danh là kinh đô bánh kẹo miền Bắc, cũng trở nên vô cùng nhộn nhịp với những xưởng sản xuất bánh kẹo luôn trong tình trạng hoạt động hết công suất, cùng với những chuyến xe chở hàng hóa tấp nập vào ra. Ghi nhận sau đây của phóng viên chương trình. Làng nghề xã La Phù vào những ngày này, con đường vào làng vô cùng nhộn nhịp với hai bên đường đầy ắp bánh kẹo với đủ các loại chủng loại, màu sắc, mẫu mã. Những chiếc xe tải, chiếc xe ba gác bốc hàng, chở hàng đi liên tục. Là làng nghề truyền thống, trong đó sản xuất bánh kẹo là nghề mũi nhọn. Hiện tại La Phù có hơn 100 doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực bánh kẹo. Với việc xuất hiện ngày càng nhiều các loại bánh kẹo ngoại, vì thế yêu cầu đổi mới đặt ra với các doanh nghiệp làng nghề ngày càng cấp thiết để cạnh tranh trên thị trường. Thì mỗi một thời điểm cận Tết Nguyên đán là cái thời điểm mà cái thị trường diễn ra rất là nhộn nhịp. Và đối với doanh nghiệp thì để đáp ứng với cái yêu cầu của thị trường thì phương động viên các doanh nghiệp đầu tư các cái trang thiết bị, máy móc hiện đại như là đổi mới cái dây chuyền công nghệ đáp ứng với cái nhu cầu của thị trường cả về mẫu mã cũng như là chất lượng sản phẩm. Thì trước cái yêu cầu thách thức hiện nay như cái thị trường bánh ngoại thì tràn lan, thì cái yêu cầu đòi hỏi để mà cạnh tranh được với cái thị trường bánh ngoại thì yêu cầu đòi hỏi về cái việc mà đổi mới cái mẫu mã công nghệ cũng như chất lượng sản phẩm là cái yêu cầu đặt lên hàng đầu. Hai năm qua, thị trường gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19. Vào những tháng cuối năm 2022, thị trường dần đi vào ổn định. Theo nhận định, thì thị trường năm nay sẽ sôi động hơn, nhu cầu người dân sẽ tăng cao. Chính vì thế, để chuẩn bị nguồn hàng cho Tết, các doanh nghiệp tại đây phải có sự chuẩn bị từ tháng 10. Như tại doanh nghiệp này,
Trước yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về các sản phẩm bánh kẹo Tết không chỉ ăn ngon mà còn cần mẫu mã đẹp, năm nay doanh nghiệp đã chuẩn bị từ đầu vụ, đồng thời đầu tư nhiều loại máy móc tự động để cho ra những sản phẩm tốt hơn với năng suất cao hơn. Mỗi ngày tại đây sẽ sản xuất hàng chục tấn bánh kẹo thành các loại để phân phối cho các đại lý tại 63 tỉnh thành. Song song với cái việc đầu tư trang thiết bị dây chuyền hiện đại, bao bì, máy móc và chất lượng sản phẩm được nâng lên, thì chúng tôi rất là tự tin là năm nay cái sản phẩm bánh kẹo nội địa của Việt Nam nói chung và các cái sản phẩm của các doanh nghiệp ở trong khu vực của chúng tôi sẽ có những cái sự tăng trưởng và phát triển tốt hơn rất nhiều so với những năm trước. Dự kiến từ nay đến cuối năm, các doanh nghiệp tại đây sẽ phải tăng tốc sản xuất, tăng ca để đáp ứng nhu cầu mùa vụ mỗi năm một lần. Năm nay theo đánh giá, thị trường sẽ có nhiều điểm thuận lợi cho các doanh nghiệp bánh kẹo nội địa. Năm nay là vận chuyển hàng hóa lưu thông rất là tốt. Mọi năm muốn đóng công đi vào miền Nam, vào Sài Gòn có khi là còn không có vỏ công. Và năm nay thì có một cái rất là thuận lợi cho các doanh nghiệp của chúng ta là cái cuối năm này thì cái giá thành nguyên vật liệu nó ổn định. Tết đang đến gần. Đây cũng là thời điểm nước rút để các làng nghề chế biến, sản xuất sản phẩm hàng hóa phục vụ Tết tập trung cao nhất để phục vụ nhu cầu thị trường. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 12 tháng 3 năm 2023, 4 đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm của thành phố Hà Nội sẽ thanh kiểm tra tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết, lễ hội và có yếu tố nguy cơ cao, làng nghề chế biến thực phẩm. Theo đó, đoàn số 1 do lãnh đạo Sở Y tế làm trưởng đoàn kiểm tra tại các quận huyện Thạch Thất, Quốc Oai. Đoàn số 2 do lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm trưởng đoàn thanh kiểm tra tại các quận huyện Gia Lâm, Long Biên, Phú Xuyên. Đoàn số 3 do lãnh đạo Sở Công Thương làm trưởng đoàn thanh kiểm tra các quận huyện thị xã Thanh Oai, Chương Mỹ, Sơn Tây, Ba Vì. Đoàn số 4 do lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường làm trưởng đoàn thanh kiểm tra tại các quận huyện Đan Phượng, Phúc Thọ, Đông Anh. Ngoài ra, các quận huyện thành lập đoàn liên ngành kiểm tra việc triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân 2023 tại xã phường thị trấn. Kiểm tra lễ hội, cơ sở dịch vụ, cơ sở sản xuất hộ gia đình, đại lý kinh doanh thực phẩm đã được phân cấp trên địa bàn quận, huyện quản lý, phúc tra giám sát cơ sở do xã phường kiểm tra. Hội tụ nhiều ưu thế về cảng biển, hạ tầng khu công nghiệp hoàn thiện, giao thông thuận lợi, nguồn lao động dồi dào, môi trường đầu tư thông thoáng, mối quan hệ tốt với các tổ chức phi chính phủ. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang tạo sức hút lớn đối với nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản. Công ty này là doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư rất sớm vào Bà Rịa Vũng Tàu từ năm 1995. Sau 27 năm hoạt động, công ty đã có 3 nhà máy tại Bà Rịa Vũng Tàu, với công suất 950.000 tấn thép cán mỗi năm và 715.000 tấn thép luyện mỗi năm. Hiện công ty đang tạo việc làm ổn định cho khoảng 700 lao động. Ngay cả trong 2 năm đối mặt với đại dịch Covid-19, thị trường thép nhiều biến động bất lợi. Nhưng được sự giúp đỡ đắc lực của địa phương, chúng tôi đã vượt qua mọi khó khăn để duy trì việc làm cho người lao động và đạt được một số kết quả tốt trong sản xuất kinh doanh. Nhà máy này có 100% vốn đầu tư của Nhật Bản, vừa đi vào hoạt động đầu tháng 9 năm 2022. Dự án có tổng mức đầu tư 45,6 triệu đô la Mỹ, công suất 32.000 tấn hóa chất phục vụ ngành sản xuất giấy mỗi năm. Sản phẩm của nhà máy không chỉ giúp các doanh nghiệp thay thế được nguyên liệu nhập khẩu mà còn góp phần vào sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ.